Huynh Hiểu Minh nhẫn tâm với Angela Baby là một chuyện không thể chấp nhận với vợ cũ. Gần đây, Huynh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò. Họ cùng nhau đi cắm trại mua sắm, đi chùa cầu an, có quan hệ tình cảm nhưng họ kín tiếng, không công khai với truyền thông. Thậm chí còn có nguồn tin khẳng định nam diễn viên đã đưa tình mới về nhà sống chung. Theo đó, cho đến nay, Huynh Hiểu Minh vẫn chưa chính thức công khai chuyện tình cảm với hot girl xinh đẹp Diệp Kha. Song dường như cặp đôi cũng không hề giấu giếm việc xuất hiện cùng nhau. Gần đây nhất, cả hai bị bắt gặp đi ăn tối với bạn bè của Diệp Kha. Tài tử thần Điêu Đại Hiệp và bạn gái tin đồn cũng từng tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải. Trong bài đăng mới trên trang cá nhân, Diệp Kha chia sẻ ảnh nấu nướng tại nhà riêng. Cô diện trang phục ở nhà đơn giản, tự tin chột tài nấu nướng. Dễ nhận ra ở thời điểm gần đây, nàng hot girl thường xuyên đăng tải hình ảnh ở nhà. Nhiều cư dân mạng cũng đã phát hiện địa điểm check-in của Diệp Kha nằm trong một khu dân cư cao cấp ở Thượng Hải, chung với địa chỉ nhà của Huynh Hiểu Minh và Angela Baby trước đây. Chính vì vậy, có không ít tin đồn cho rằng Diệp Kha đã dọn về sống chung với Huynh Hiểu Minh. Cách đây một tháng, tài tử họ Huynh cũng bị bắt gặp đang sang sửa lại nhà riêng, càng khiến tin anh và bạn gái dọn về một nhà là sự thật. Về phía Diệp Kha, cô nàng gần đây bức xúc vì bị một hot girl lợi dụng. Cụ thể, QQ đưa tin, Diệp Kha phủ nhận việc đưa Huynh Hiểu Minh đi ăn tối cùng với bạn bè hot girl. Cô cho biết video của người đẹp Tiểu Hồ Tịnh đăng tải là giả. Nếu chỉ là lời đàm tiếu bình thường, tôi sẽ không để ý, tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy chỉ có thể làm hồ sơ kiện những người vu khống, tung tin đồn sai sự thật, làm ơn đừng lợi dụng tên tuổi của tôi để nổi tiếng, Diệp Kha thể hiện sự bức xúc. Sau lời tố cáo từ Diệp Kha, người hâm mộ Huynh Hiểu Minh khẳng định nhân vật nam trong clip của Tiểu Hồ Tịnh không phải là tài tử thần Điêu Đại Hiệp. Thực tế, chất lượng video kém, người đàn ông đội mũ không thể thấy rõ mặt. Việc Huynh Hiểu Minh và Diệp Kha đi ăn cùng nhau đều do Tiểu Hồ Tịnh úp mở với khán giả. Hiện Tiểu Hồ Tịnh đã xóa video trước việc phản ứng gay gắt của Diệp Kha và fan Huynh Hiểu Minh. Huynh Hiểu Minh và người mẫu Diệp Kha vướng tin đồn hẹn hò từ giữa tháng 2. Cả hai lộ nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng họ chưa xác nhận. Gần đây nhất, nam diễn viên còn bị khán giả bắt gặp đi leo núi với người đẹp. Hồi tháng 10 khi Huynh Hiểu Minh về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian, nam diễn viên cũng đưa Diệp Kha về cùng. Diệp Kha và Huynh Hiểu Minh đều từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Huynh Hiểu Minh kết hôn với Angela Baby được vài năm rồi chia tay, trong khi Diệp Kha cũng một lần đò, có con trai riêng, hai người bởi vậy được cho là có sự đồng cảm. Huynh Hiểu Minh sinh năm 1977, là một trong những nam diễn viên thành đạt, quyền lực nhất màn ảnh Trung Quốc. Anh nổi tiếng với các bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, Bến Thượng Hải, Lộc Đình Ký, Bong Bóng Mùa Hè, Nguy Cơ Tiên Sinh, Vinh Quang và Mộng Tưởng. Anh và vợ cũ Angela Baby công khai mối quan hệ năm 2014, kết hôn ngày 27 tháng 5 năm 2015, tổ chức đám cưới vào ngày 8 tháng 10 cùng năm. Họ đón con trai Tiểu Bọt Biển chào đời hôm 17 tháng 1 năm 2017. Sáng ngày 28 tháng 1 năm nay, họ tuyên bố ly hôn. Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, từng là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đoạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Diệp Kha là một blogger nổi tiếng trên Xiao Hongshu, lập gia đình với một doanh nhân ở Thâm Quyến. Sau khi kết hôn, cô tạo thương hiệu thời trang riêng, mở thẩm mỹ viện, có khối tài sản đáng nể. Sau khi chia tay chồng, cô tập trung phát triển sự nghiệp, được khen ngợi vì khả năng kinh doanh nhạy bén. Diệp Kha cũng bằng lòng với chuyện tình nửa kín nửa hở bên Huynh Hiểu Minh. Cô không muốn vội vàng công khai hay gây áp lực cho bạn trai.